Chào các bạn, bữa nay mình kho cá lóc đồng đó các bạn, kho tiêu. Thì trong cái cá này thì mình có ướp tiêu với bằm chút tỏi vô, với lại nước mắm, với đường, với mình có cho một khoảng tóp mỡ, khoảng nhúm tóp mỡ. Tóp mỡ các bạn giống như mình thẳng mỡ, còn cái tóp mình bỏ vô đây nè, cái mình kho cho nó ra béo á. Mình kho để cho nó béo vậy thôi chứ mình không có ăn mấy cái này thì mình bỏ, muốn ăn ai muốn ăn ăn, còn mình thì mình chỉ là để cho nó bóng cá nó đẹp thôi chứ không có ăn cái mấy này mình bỏ. Các bạn ơi, bữa nay mình kho cái này là mình để ăn với cái xoài này nè các bạn. Xoài ông xã mình ông bầm giùm cho mình đó, chứ cái xoài này nè chua ngon à. Ngon quá các bạn ơi, cá kho dầm xoài ăn theo kiểu miền Tây á, trời nó ngon quá. Mới ăn có miếng xoài mà thấy nó chua lắm, dẫn quá, chắc đứng lên hơi cười không tỉa hết dĩa xoài quá. Ông xã mình ông bầm giùm mình đó các bạn ơi, cái tay mình đau khớp á, mình cũng không có bầm được. Rồi cá nó sắp sắp lại vậy là cũng được rồi đó các bạn, mình chừa chút nước để mình còn dầm xoài mình ăn á. Giờ để mình rắc thêm tiêu vô, nãy có ướp tiêu rồi mà giờ thêm tiêu nữa. Rồi mình rắc thêm tiêu nữa đó các bạn. Rồi ngoài ra mình cũng cho vô một chút ớt đi ha. Thơm quá. Thơm, trong này nó có tỏi mình bầm vô trong cái cá nãy mình ướp rồi đó. Hấp dẫn quá các bạn ơi. Ăn với xoài á, nó chua chua vô nó ngon. Ở dưới miền Tây á, ưa ăn vậy đó các bạn. Còn có khi ăn, thí dụ mà xoài mà chưa tới mùa, không có xoài, cái đọt xoài non đó các bạn, cũng chua chua đó, cũng dầm cá kho hay chấm mắm kho rồi ăn được á, cái đọt xoài non đó. Rồi mình chia sẻ cá lóc đồng kho tiêu ăn với xoài xanh của mình đó. Đây mình xin tạm biệt các bạn ơi. Chào hẹn gặp lại ở những video sau.